Hôm nay mình xin trân trọng giới thiệu với mọi người, ở trong khu vui chơi của team Tony chuẩn bị có thêm một cái công trình kiến trúc mới. Phải nói đây là cái công trình đỉnh cao và tốn nhiều tâm huyết nhất của cả team mình từ trước tới nay. Các bạn nhìn thấy chưa, một cái không gian siêu to khổng lồ ở trên cây. Hôm nay trong video này mình và cả team sẽ thực hiện một trải nghiệm dựng lều trên bụi tre. Trên ơi, cái lều tiếng Anh nó làm sao? Nếu mấy đứa đã có lòng muốn học tiếng Anh thì trong video này mình sẽ giới thiệu cho mấy em đây và các bạn một cái ứng dụng. Đúng rồi, anh giới thiệu cho em cái phần mềm học tiếng Anh nào hiệu quả đi. Năm rồi em xém rớt môn tiếng Anh rồi đó. Lên thôi. Lên những liều. Lấy cái liều ra nha. Cái liều quân đội này sao ở trên đây vậy các bạn? Đây. Bọn con gái tụi mình thì ở tầng trên, còn bọn con trai thì ở tầng dưới. Nhiệm vụ của mình là lo sàn nhà, còn mấy đứa kia thì dựng lều. Đây là cái lều để đi ra ngoài, muốn dựng cái lều này lên á phải thọt cái sắt này vô. Nói chung dựng lều là lúc nào cũng phải căng bốn cái góc lều ra. Mình nên buộc cái dây lều vào cái cây này cho cái lều nó chắc chắn nha các bạn. Cái cửa lều nó nằm ở đây, khi mình làm xong thì mình sẽ chui vô như vậy nè các bạn. Rồi lều con gái xong đó, mở lều vô đi. Cái lều con gái của mình xong rồi, giờ mình chui vô nha. Nói chung là cắm trại trên đây là 100% an toàn nha các bạn. Mưa gió cỡ nào cũng không sợ hết trơn á. Mình sẽ review cái không gian dựng hai cái lều cho các bạn xem nha. Lều bọn em dựng xong rồi đó. Hồi nãy anh nói có phần mềm nào dạy tiếng Anh hay lắm. Hay bây giờ anh chỉ bọn em đi. Cái app học tiếng Anh nó tên là Duolingo. Đây là một cái phần mềm hơn 35 thứ tiếng và xài hoàn toàn miễn phí. Miễn phí thì em xài chứ tốn phí em không xài đâu nha. Ngôn ngữ thì em học tiếng Anh thôi. Mình học tiếng Anh với tiếng Campuchia. Hả? À, cái ứng dụng Duolingo này em biết lâu rồi, em đang xài nó nè. Cái ứng dụng này tiện lợi lắm, miễn sao cái điện thoại của bạn có mạng là học được à. Cái ứng dụng mà em cần là học mà chơi chơi mà học. Ứng dụng Duolingo này biểu tượng hình con chim màu xanh. Hả? Lại là liên quan tới chim. Cái ứng dụng nào mà liên quan tới con chim thì mình sẽ tải về và sử dụng. Ứng dụng này nó hỗ trợ mạnh cho chúng ta về mặt từ vựng và cách sắp xếp câu. Đúng cái kỹ năng mà em yếu luôn á. Yếu thì tải về xài liền đi. Dạ. Bắt đầu ngay. Nè, tiếng Anh có rất là nhiều cái chủ đề để cho chúng ta học từ vựng. Đó. Ví dụ như đây luyện trí não nè, du lịch, học đường, văn hóa. Như bây giờ luyện trí não thử nha. Dạ. Luyện trí não nè, nó xây dựng giống như là một cái game vậy đó. Có các cấp bậc từ dễ, vừa, khó và rất khó. Cho bây giờ mình ít thời gian, mình học dễ đi, 5 phút ngày thôi. Dạ. Để coi coi. I like this food. I like this food. Đọc. I like this food. Đúng, very good. Đọc coi. I like this food. Trời, đọc sai rồi. Ví dụ như khi nghe sai, không rõ, muốn nghe nó lại thì nhắn vào đây. I like this food. Đó, kiểm tra. Đúng. Tuyệt vời. Tuyệt vời ông mặt trời. Tiếp tục câu thứ hai. Những người đàn ông. Những người đàn ông tiếng Anh là gì? The man. Ứng dụng gì mà đã gì vậy trời? Các bạn có thể tải ứng dụng Duolingo này trên CH Play hoặc App Store nhé. Đừng lên tải là bỏ dưới phần mô tả nha các bạn. Hơn 12 giờ rồi, bọn mình sẽ nấu mì ăn nha. Ăn mì xong bọn mình sẽ ngủ. Rồi ăn mì xong sẽ học tiếng Anh. Của ba đứa con gái nè. Đói bụng quá các bạn ơi, A Đại đang bắt nước nấu mì rồi. Ăn mì muốn bỏ thì bỏ thêm một quả ếch nữa rồi. Quả ếch là gì anh nhóc? Quả ếch là trứng gà đó. A few moments later. Nước sôi các bạn ơi, mấy đứa đưa luôn mì đây. Cho em. Dạ đen. Ly này của Tiên nha các bạn. Còn ly này của mình. Hiểu Hanh ơi, rót nước sôi giùm em đi. Ừ. Hết nước sôi các bạn ơi, giờ mình sẽ đi bắt ấm nước mới. Mày chứa nước chưa? Mình ăn mì trứng nha, mình ăn xong rồi mình sẽ tổ chức một chương trình văn nghệ. Văn nghệ hả? Cho mình đăng ký một bài hát nha. Mình cũng một bài luôn, mình sẽ hát bài Bui, Bui, Bui. Bọn con gái bọn mình một lát sẽ đánh đàn cho con trai hát. Hồi sáng mà bây giờ mày mới chuẩn bị. Trời ơi, cái bụi tre này nó mũi dữ dằn luôn á. Mũi nè, tôi đang ngủ chích cái nước sâu nè. Xịt lên nè, xịt cho mày chết nè con. Cho mày chết à, cho mày chết nè con. À,
Thôi á, chứ là mày tích chung tao chứ ngạc như quen. May quá bọn mình ở tầng trên cho nên không có bị ngợp. One hour later. Xuống đây đi mấy đứa ơi, tụi mình nghỉ trưa xong bây giờ sẽ phân chia nhau ra. Một đội sẽ đi đào khoai và đội còn lại sẽ ở nhà canh lều. Yeah, con gái bọn em ở nhà canh lều, cho con trai đi đào khoai đi. Đi xuống đào khoai ăn thôi. Bọn mình sẽ đi đào khoai. Đây có không? Đây không có rồi. Kiếm đi. Ơ, củ khoai mà trên mặt đất kìa. Nè. Còn củ này nhỏ quá, để lại đi. Vô bụi khoai này kiếm coi. Kiếm kỹ luôn nha. Ơi, có củ nhỏ nè các bạn. Đây. Để bỏ ra. Ơi, cuối cùng cũng kiếm được củ khoai rồi các bạn ơi. Đâu vậy đây? Người nó bự. Tìm có 12 hành viên mà mới tìm ra được có 2 củ à, còn 10 củ nữa nha mấy đại ca. Ra đây đi khoai. Một củ thôi. Phải kìa, phải kìa. Ơi, có 2 củ khoai nè. Trời ơi các bạn. Kiếm có mấy củ khoai à, mà dở luôn nguyên cái vườn lan luôn rồi. Đây các bạn ơi. Bỏ nè anh Ngáo ơi. 2 củ khoai bỏ vô gỗ. Mình tìm được 1 củ khoai nữa nè. Nó nhỏ nhưng mà có đỡ hơn không. Ơi phai rồi Quang. Đâu? Đảo lên. Đảo lên. Đảo từ từ thôi nha, để gãy á. Trời, củ khoai bự. Nắm nó lên. Nắm nó lên Quang. Sợ gãy á. Còn nữa nè. Nắm mấy ghẻ lên đó quá. Wow, cái một củ chà bá luôn nè các bạn. Đó. Quá nhiều khoai lang các bạn ơi, giờ tụi mình sẽ đem khoai lang về nhà để nướng ăn buổi chiều nha. Rồi giờ nhá. Quá mệt luôn. Cái này làm thấy phát tức á. Trời, để tôi với, cái tôi lượm khoai một cái. Trong lúc bọn con trai đi đào khoai thì bọn con gái mình ở nhà chuốt tre họ ghim vô khoai lang nướng. Chuốt thiệt là nhọn nha các bạn. Rửa khoai vô nướng ăn liền mới được. Giờ 4 giờ chiều rồi. Đói bụng quá. Khoai lang giờ tới rồi nè. Bọn em chuốt tre xong rồi nè. Bỏ vô khoai đi. Đi tre đây. Xong rồi nè các bạn. Sao mà nó nặng như vậy đâm vô không được. Có khoai có tre mà đâm vô không được thì nhịn ăn luôn đi chị ơi. Củ khoai sống gì đâu, nó cứng dữ vậy trời. Rồi, nó lủng luôn rồi các bạn ơi. Bụng quá trời à. Nhúng khoai ăn xong rồi bọn mình sẽ tổ chức một chương trình văn nghệ nha các bạn. Trời ơi thơm. Củ khoai đây nó sắp chín rồi nè, nghe mùi thơm rồi đó nha Tiểu Cường. Dạ. Bọn mình quyết định là buổi tối này ăn khoai để ráng sống qua ngày. Rảnh rỗi làm gì, bọn mình sử dụng app Duolingo để học tiếng Anh nha các bạn. Bấm này đi. I am a cook. I am a cook. I am a cook. Tôi là một đầu bếp. Kiểm tra. Tiếp. She starts tomorrow. Trời ơi, câu này quá dễ. Cô ấy bắt đầu vào ngày mai. Ngày mai. Kiểm tra. Tiếp tục. Wow, bạn đã đạt được mục tiêu hàng ngày. Hôm nay chủ nhật mình học như đây hết các bạn ơi. Các bạn nhớ tải ứng dụng này về máy để học tiếng Anh mỗi ngày nhé. 5 minutes later. Các bạn nhìn khoai lang này nó ngon. Mà ăn khoai lang buồn quá. Hồi nãy có live tiết mục văn nghệ gì mà có ai hát không? Có nè, tao. Mày tính hát bài gì vậy Quang? Hát bài của idol em. Idol của mày là ai vậy Quang? Rapper Binzy. Hát bài Beastie Boy. Vũ Thành, gãi đàn. Ừ. Không phải YouTube, không phải Johnson. Anh on top, em phải channel. Big Chili Boy, người ta gọi tên anh. Big Chili, Big Chili Boy, Big Chili. Quen này đọc tiếng Anh dữ ta. Thả tim để trong đi em. Nhắn tin để trong đi em. Có phim thì sorry em. Đón 10 giờ bi em. Cái gì đâu mà y em, gọi si game khó hiểu dữ vậy. Quang, em. Mày hát không hiểu gì chân vậy. Hát á, người ta hiểu á là quá bình thường rồi. Hát người ta không hiểu á mới gọi là đẳng cấp. Mày im đi, Vũ Thanh. Đàn giùm tao cái bài Ai Mang Cô Đơn Đi. Bài này tao không biết đàn, mày hỏi chị Thảo coi biết đàn không. Đàn vào điệp khúc luôn đi chị Thảo ơi. Mình hát nhiều các bạn khen mình hay. Anh trăng lạc lối xeo nhưng sông đôi mắt sầu lo. Mình tỉnh đây ơi, cái gì cũng phải từ từ. Nó hát dở thiệt nhưng dù sao cũng hay hơn mày. Sau trăm năm người thường vắng cách xa.
ai vậy mà chơi, đúng là cái bộ không biết thưởng thức âm nhạc. Sáng trưng luôn bạn ơi. Sáng vô mở lên. Quá trời sáng luôn. Sáng trưng luôn. Tối rồi, chưa vô liều cũng buồn. Mấy đứa con gái có gì ăn không? À ở đây còn khô mực nè, chị ăn. Nướng rồi. Nhìn khô mực là lại nhớ cha mình, tại cha mình phải ăn khô mực lắm. Trời ơi, khô mực ai mà không khoái. Ngon quá. Trời ơi, ở đây chưa ai ăn hết mà sao em dám ăn vậy Vũ Hành? Em ăn thử coi nó chín chưa. Làm gì dữ vậy đại ca? Nè, khô mực đây. Đưa đi. Mưa luôn rồi, đem khô mực ra. Nếu không thì trời mưa các bạn, đem nguyên liệu ăn. Trời ơi, các bạn nghe cái tiếng mưa rơi không? Lộp 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 trên này nè. Ông cài mưa bảo, nói với các bạn, mới dọn liều ra cái mưa. Hoài á, nhiều lúc có ý tưởng, mới chuẩn bị quay xong cái mưa xuống cây rồi cả team đi vô nhà nằm võng chơi game luôn. Mưa bão hoài đâu có ra clip nhiều được đâu các bạn, cho nên các bạn muốn xem team tụi mình hãy xem clip cũ đi nha. Thật là lão quá đi. Các bạn nào thích video này hãy cho một like, một share. Nhớ đăng ký và bấm vào cái chuông luôn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình ăn khô mực xong là sẽ học bài để mơ đi học. Thôi video này kết thúc tại đây nha các bạn. Mưa gió rồi quay gì nữa. Bye bye.